Ban chấp hành Đảng bộ Kon Tum khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp phiên thứ nhất vào sáng ngày hôm qua 24 tháng 9, bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư và các chức vụ quan trọng khác của tỉnh ủy. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa 16 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ tỉnh ủy Kon Tum, trong đó 11 đồng chí tái đắc cử, 4 đồng chí được bầu mới. Đồng chí Dương Văn Trang được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Kon Tum khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó vào chiều ngày 23 tháng 9, Đại hội đã thảo luận và lựa chọn bầu 50 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa 16.